kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin y tế ngày 3 tháng 4 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Sau đây là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay. Gần 120 y bác sĩ xuyên đêm lấy đa tạng từ người cho chết não tại bệnh viện tuyến tỉnh. Cảnh báo xuất hiện một chùm ca bệnh tay chân miệng với 4 bệnh nhân tại Hải Dương. Chuyên gia chia sẻ bệnh lý vàng da sơ sinh khiến bé 3 ngày tuổi phải thay máu toàn phần. Nam thanh niên 22 tuổi mệt mỏi đi khám phát hiện bị đái tháo đường type 2. Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng phẫu thuật thay van tim sinh học cho người bệnh. Thưa quý vị, gần 120 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, trong đó có 60 y bác sĩ đến từ các trung tâm ghép tạng lớn của Việt Nam đã tiến hành lấy đa tạng tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí từ một người cho chết não để hồi sinh nhiều sự sống. Đây là lần đầu tiên việc lấy đa tạng được thực hiện ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh. Đêm mùng 1 tháng 4, rạng sáng mùng 2 tháng 4, ekip bác sĩ của các trung tâm ghép tạng hàng đầu Việt Nam như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện ca lấy tạng xuyên đêm tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí để sau đó đưa các tạng này đi Hà Nội, Thừa Thiên Huế ghép cho những bệnh nhân nặng. Đây là lần đầu tiên tạng lấy từ một bệnh viện tuyến tỉnh, sau đó chuyển tới các trung tâm ghép tạng lớn trong cả nước để cứu nhiều bệnh nhân nặng. Người hiến tạng là công dân Quảng Ninh, sau khi được hội đồng chẩn đoán chết não, đồng thời được sự đồng ý hiến tạng của gia đình, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã hiệp đồng với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, các trung tâm ghép tạng toàn quốc, ra soát và lập danh sách bệnh nhân sẽ được ghép tạng từ người cho này, khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy đa mô tạng. Các tạng được lấy bao gồm tim, gan, trong đó gan được chia tách gan phải, gan trái, hai quả thận, hai giác mạc. Sau 4 giờ phẫu thuật liên tục với sự tập trung cao độ và phối hợp nhịp nhàng, các ekip phẫu thuật đã thành công lấy các tạng đúng như dự kiến và vận chuyển tới các đơn vị để ghép cho bệnh nhân. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên có cơ sở y tế tuyến tỉnh tổ chức triển khai lấy tạng ngay tại đơn vị. Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối Tạng Quốc gia, đến chiều mùng 2 tháng 4, tất cả các tạng được lấy từ người hiến tạng trên đều đã được ghép, tưới máu tốt, mang lại hy vọng sống mới cho các bệnh nhân khác. Có thể thấy việc triển khai thành công nhiều ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thời gian vừa qua tại Việt Nam, ngoài việc mang lại ý nghĩa nhân văn từ người hiến tạng và gia đình người hiến, cũng giúp cho người dân thấy được việc ghép tạng mang lại rất nhiều ý nghĩa như giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Ngoài ra còn giúp rất nhiều cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng có thêm cơ hội sống. Đồng thời, người bệnh được thuận lợi hơn trong quá trình có được nguồn tạng để thực hiện. Thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, sức đề kháng của trẻ nhỏ suy giảm là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có tay chân miệng. 3 tháng đầu năm nay, số trẻ em mắc tay chân miệng ở Hải Dương tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tại trường mầm non Thanh Xá, Thanh Hà xuất hiện một chùm các bệnh với 4 bệnh nhân từ ngày 27 tháng 3. Chiều ngày 2 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo tại trường mầm non Thanh Xá cho biết 4 trẻ mắc tay chân miệng đều đã được phát hiện điều trị cách ly tại nhà. Đến nay, 4 cháu đã khỏe mạnh và đến trường. Nhà trường đã tăng cường vệ sinh khử khuẩn khuôn viên, nhà lớp học, đồ dùng học tập, tuyên truyền phụ huynh nâng cao ý thức phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho con, nhất là thời điểm ra mùa như hiện nay. Chia sẻ bệnh tay chân miệng, phó sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện Bạch Mai cho biết. Vậy tay chân miệng nhẹ là gì? Là chỉ biểu hiện tại chỗ, không có các dấu hiệu toàn thân nặng. Ví dụ như là tại chỗ là có nổi ban ở tay, ở chân, ở miệng. Và các triệu chứng nó chỉ khu trú ở tại chỗ. Còn khi bắt đầu nó có những dấu hiệu của toàn thân thì chúng ta phải chú ý là nó lại. Ví dụ, dấu hiệu toàn thân là dấu hiệu đầu tiên là sốt rất cao. Còn dấu hiệu toàn thân thứ hai là gì? Là mệt. Mệt lử. Không chịu chơi. Đúng không? Quấy suốt ngày. Đúng không? Đấy. Thì nó dễ theo dõi. Đúng không? Thứ ba nữa là gì? Thứ nhất là nó nôn rất nhiều. Cái đấy cũng là những triệu chứng chung thôi. Mệt mỏi, nôn, đúng không? Thế rồi thì có thể là sao ạ? Khó thở, mình cũng có thể quan sát, nhìn nó được. Hoặc là chân tay nó lạnh, cái chân tay lạnh cực kỳ quan trọng. Chân tay lạnh mà lúc đó không sốt nhé. Chứ còn nếu trẻ con mà sốt rất cao thì bao giờ tay chân nó lạnh. Khi nó giảm sốt thì tay chân nó lại hết. Đấy thì chúng tôi phải nói là quan sát tình trạng chung của cháu là cực kỳ quan trọng. Các bác sĩ khuyến cáo trong giai đoạn thời tiết giao mùa, nắng nóng như hiện nay, cha mẹ cần chú ý chăm sóc trẻ toàn diện, tăng cường dinh dưỡng, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ hàng ngày, cho trẻ rửa tay, chân bằng xà phòng, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, hạn chế cho trẻ tiếp xúc nơi đông người, không tiếp xúc với người bệnh. Khi sức khỏe của trẻ có những dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám và điều trị kịp thời hiệu quả. Vàng da sơ sinh tán huyết xảy ra khi mẹ nhóm máu O, còn con nhóm máu A hoặc B.
Khi trẻ vàng da nặng, lượng bilirubin gián tiếp trong máu quá cao sẽ thấm qua hàng rào máu não, gây ra các biến chứng thần kinh không thể hồi phục, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tâm thần vận động của trẻ. Trường hợp bệnh nhi sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về bệnh lý này. Bệnh nhi là bé NTIN, nặng 2,6 kg, được đưa đến viện trong tình trạng lừ đừ, vàng da từ lòng bàn tay đến bàn chân, thở còn lõm ngực, sốt 38 độ C. Bên cạnh đó, bilirubin máu của bé tăng cao tới ngưỡng phải thay máu khẩn. Trẻ còn có tình trạng nhiễm trùng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Loan Anh, khoa hồi sức sơ sinh cho biết, đây là một trường hợp rất nặng, cần phải thay máu khẩn cấp. Tuy nhiên, máu của mẹ bé và bé bất đồng, mẹ nhóm máu O cộng và trẻ B cộng nên phải thay máu toàn phần. Em bé được thay máu trong đêm với lượng lớn, kèm theo chứa đèn vàng da hai bên liên tục, truyền kháng sinh cao cấp qua đường tĩnh mạch và nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần. Chia sẻ về căn bệnh vàng da sơ sinh mà bé gái mắc phải, tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Trác, giám đốc trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết. Tan máu ngay sau sinh thì khi hồng cầu nó mới tan ra, thì nó giải phóng ra một chất chúng tôi gọi là chất bilirubin. Chất này nó có màu vàng và nó biểu hiện ra ngoài đấy là vàng da. Đặc biệt cái chất bilirubin này nếu tăng cao thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến não bộ. Đến một ngưỡng nào nó sẽ gây ảnh hưởng, nó gọi độc cho não. Thì đấy là hiện tượng gọi là vàng da nhân não. Thì nguy hiểm với đứa trẻ, chỉ có thể đứa một đợt di chứng suốt đời. Như vậy nếu như mà vàng da mà ngưỡng cao thì sẽ nguy hiểm, hoặc vàng da sớm trước 2 ngày hoặc sau 14 ngày là vàng da bất thường. Như vậy nếu cha mẹ mà thấy con vàng da trước 2 ngày này, cái thứ hai là vàng nhiều, tức là vàng đến cẳng chân cẳng tay là mức độ lớn. Cái điều thứ ba là vàng sau 14 ngày thì phải đưa ngay đến bệnh viện để bác sĩ khám để tìm nguyên nhân và điều trị. Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi phát hiện trẻ sơ sinh bị vàng da, nhất là vàng da nhiều và xuất hiện sớm ngay sau sinh, nên đưa bé đến các cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra, theo dõi và điều trị. Phụ huynh không nên phơi nắng hay dùng các biện pháp kinh nghiệm dân gian khác để tránh việc phát hiện và điều trị muộn, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Thời điểm giao mùa xuân hè hiện tại cũng là điều kiện thuận lợi để các loại virus vi khuẩn, trong đó có virus hợp bào hô hấp RSV dễ dàng phát triển, xâm nhập và gây bệnh cho trẻ nhỏ có sức đề kháng non yếu. Khoa Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh vừa tiếp nhận bệnh nhi 1 tháng tuổi bị viêm phế quản, biến chứng suy hô hấp do mắc virus này. Bệnh nhi Nguyễn MH, lúc vào viện dưới 1 tháng tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng ho đờm, ho khè tăng dần. Kết quả chụp X-quang có hình ảnh mờ không đồng nhất tùy trên phổi phải. Trẻ được chẩn đoán tình trạng viêm phế quản phổi, điều trị theo phác đồ. Sau 2 ngày chăm sóc theo dõi tại khoa nhi, trẻ xuất hiện tình trạng ho nhiều, thở nhanh, SpO2 giảm còn 90%, tăng tiết đờm, co kéo cơ hô hấp. Kết quả test RSV dương tính. Các bác sĩ đã hội chẩn kết luận trẻ bị suy hô hấp, viêm phế quản phổi do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV. Trẻ được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, bù dịch, vỗ dung hô hấp, kháng sinh. Sau 48 giờ, tình trạng của trẻ tiến triển tốt, chỉ số hô hấp đã cải thiện, được cai thở máy. Chia sẻ về những dấu hiệu khi nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn San, phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Bãi Cháy cho biết. Có một số bạn cần phải lưu ý hơn là những lứa tuổi nhỏ, đặc biệt là dưới 2 tuổi thì nó khả năng vấn đề nó lây nhiễm nhiều hơn, và những bạn có những cái yếu tố nguy cơ ví dụ như đẻ non hoặc là đang là có nhỏ tuổi quá dưới 2 tháng thì những cái biến chứng nó hay gặp hơn, ví dụ nó có thể gây tình trạng viêm phế quản phổi, gây viêm phổi nặng, gây suy hô hấp, gây khó thở, gây phải phải can thiệp nặng nề hơn, có thể hỗ trợ thở oxy nặng hơn thở máy như các bạn cũng gặp ở khoa. Và cái kiểm soát chủ yếu mình lưu ý vấn đề phòng bệnh cái virus hợp RSV này cho các bạn. Một là nó lây qua tất cả các giọt bắn của đường hô hấp, ví dụ giọt hắt hơi, hoặc là có những người cảm cúm hoặc ôm hôn các bạn đó thì nên hạn chế. Và cái thứ hai là mình cũng phải tiêm phòng vaccine đầy đủ cho bạn đấy để nó hạn chế tất cả những cái nguồn lây các virus RSV hay hoặc các virus khác cho con. Cái thứ ba là vẫn phải giữ ấm và giữ kín cho bạn ấy trong cái thời tiết mà đã thay đổi như thế này để phòng tránh những cái biến chứng lây nhiễm các virus RSV riêng và tất cả các virus khác nói chung. Virus RSV gây triệu chứng rất dễ trùng với các bệnh đường hô hấp khác như viêm long đường hô hấp, sốt giống với cảm lạnh thông thường, khó để phân biệt. Vì vậy khi trẻ có biểu hiện chuyển biến nặng như sốt cao, khó thở, ăn kém, ho, môi xanh tím, thở nhanh mạnh, khò khè, nhiều phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, can thiệp và điều trị kịp thời. Hiện nay đái tháo đường type 2 có xu hướng trẻ hóa, căn nguyên do tình trạng béo phì kết hợp với một số yếu tố di truyền hoặc ngoại cảnh như stress, thức ăn có nhiều chất oxy hóa, chất bảo quản, chất độc.
bệnh xuất hiện ngày càng nhiều ở lớp trẻ khi tỷ lệ thừa cân béo phì tăng nhanh, và trường hợp sau đây được coi là một ca bệnh ít gặp. Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, trong thời gian vừa qua, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc béo phì, trong đó có rất nhiều trường hợp mắc đái tháo đường. Điển hình như trường hợp bệnh nhân DTM, 22 tuổi ở Hà Nội, bị béo phì từ nhỏ. Đến khi khám tại bệnh viện, bệnh nhân rất bất ngờ khi phát hiện mắc đái tháo đường tuyết 2. Bệnh nhân DTM chia sẻ, đã từng nỗ lực giảm cân nhưng do lo ngại về chế độ ăn kiêng không đảm bảo nên đã dừng lại. Vì vậy, cân nặng từ lúc trưởng thành tới thời điểm hiện tại vẫn duy trì ở mức cao. Bản thân DTM cảm thấy rất lo lắng khi đi khám và phát hiện mắc đái tháo đường tuyết 2. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, khoa nội tiết người lớn, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thông tin, bệnh nhân DTM là trường hợp không thường xuyên gặp tại bệnh viện. Thông thường đái tháo đường tuyết 2 sẽ xuất hiện ở những người bước vào độ tuổi trung niên. Từ trường hợp bệnh nhân nói trên, các bác sĩ cũng lưu ý, hiện nay đái tháo đường tuyết 2 đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Căn nguyên của tình trạng trên đó là béo phì, kết hợp với một số yếu tố di truyền hoặc ngoại cảnh như căng thẳng, stress. Thức ăn có nhiều chất chống oxy hóa, chất bảo quản sẽ dẫn tới nguy cơ người trẻ mắc đái tháo đường tuyết 2. Đáng chú ý, những biểu hiện điển hình của căn bệnh này là rất nguy hiểm, đó là tăng đường huyết kèm theo nhiều biến chứng khác về tim mạch, gan và thận. Để phòng tránh béo phì và đái tháo đường, các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần cân đối nhu cầu năng lượng của cơ thể, tăng cường tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe. Ngay khi thấy cơ thể có những triệu chứng bất thường, cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Lối sống sinh hoạt không lành mạnh có thể tăng nguy cơ hình thành xơ vữa mạch máu, gây hẹp tắc mạch dẫn đến đột quỵ như thức khuya, tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn chiên rán, hút thuốc lá. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xơ vữa nhiều đoạn động mạch não, nguy cơ cao đột quỵ ở người bệnh sau đây. Bệnh nhân là ông N, 63 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá mỗi ngày 1 đến 2 bao trong nhiều năm. Hai tuần trước, ông N đang đi bộ thì chóng mặt, mất thăng bằng, phải nằm một chỗ. Tưởng bị rối loạn tiền đình, ông mua thuốc uống không đỡ. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán ông bị thoái hóa myelin, cho thuốc uống. Sau một ngày, ông xuất hiện thêm đau đầu, tê bì tay chân, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Thầy thuốc ưu tú, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền, giám đốc trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp cho biết, chụp cộng hưởng từ cho thấy người bệnh bị hẹp và xơ vữa nhiều đoạn mạch máu trọng yếu của não, nguy hiểm nhất là hẹp khít 90% đoạn động mạch thân nền, kèm theo có thiểu sản động mạch đốt sống phải, là động mạch cung cấp nguồn máu chính cho thân não. Ngoài ra còn có xơ vữa, vôi hóa rải rác khắp các đoạn động mạch cảnh trong hai bên, động mạch đốt sống và hệ mạch vành. Bệnh nhân có khả năng đột quỵ và nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào. Phó giáo sư Hiền cho biết, bệnh nhân cần được nong và đặt stent ngay để tái thông phần động mạch thân nền, ngăn nguy cơ đột quỵ. Sau can thiệp, ông N được chăm sóc chế độ dinh dưỡng hợp lý và tập phục hồi vận động. Mọi người nên có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi lành mạnh, không hút thuốc và hạn chế khói thuốc lá thụ động. Người có bệnh nền tim mạch, tiểu đường, rối loạn mỡ máu cần tuân thủ phác đồ điều trị, khám định kỳ. Người có các triệu chứng như chóng mặt thường xuyên, nôn ói, khó nói, khó nuốt, tê bì chân tay nên đi khám bác sĩ ngay, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, hạn chế di chứng. Ngày 2 tháng 4, Bệnh viện 199 Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 2kg cho nữ bệnh nhân 54 tuổi. Bệnh nhân là bà Hát, 54 tuổi, ngụ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, bị băng kinh kéo dài và bí tiểu, kèm đau, từng bị ngất xỉu nhiều lần, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng của cuộc sống, nên đã tới Bệnh viện 199 để thăm khám và được các bác sĩ hướng dẫn các bước khám sức khỏe cần thiết. Khám tử cung, các bác sĩ cho biết tử cung to bằng tử cung có thai độ 32 tuần, kết hợp với kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị đa u xơ tử cung, kích thước lớn 20cm x 10cm, nên các bác sĩ đã chỉ định phải phẫu thuật ngay. Sau gần 2 tiếng rưỡi, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật, lấy toàn bộ khối u nặng 2kg ra khỏi tử cung cho bệnh nhân. Sau mổ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc, điều trị tại bệnh viện. Chia sẻ về u xơ tử cung, thạc sĩ, bác sĩ cao cấp Diêm Thị Thanh Thủy, trưởng khoa khám sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết. Vì thế cái u xơ tử cung rất lành tính nếu như mà nó không gây một biến chứng gì, nhưng nếu cái nhân xơ to mà nó lồi ra ngoài nhiều khi ví dụ như nó chèn vào bàng quang vậy ạ thì nó sẽ gây bi đái. Người ta bị, có những người người ta bảo là buổi sáng ngày ra người ta cứ bị kích thích, bị buồn giải liên tục. Nó kích thích buồn giải liên tục, hoặc là nó bị bài bí tiểu, hoặc là ví dụ như nó chèn ra phía sau trực tràng của mình này, làm cho bệnh nhân nhiều khi là bị đi ngoài, khó đi ngoài, hoặc là nó lúc nào tức ở phía sau ấy. Đấy, hoặc là đau bụng kinh, hoặc có những cái nhân nó kích thích, nó làm cho người ta cái đau bụng kinh, người ta bị co thắt cái khối u ấy, nó đau bụng kinh. Hoặc là nhưng cơ bản nhất mà hay gặp nhất chính là băng kinh, băng gọi là rong kinh, rong huyết và băng kinh thiếu máu. Đấy là một trong những triệu chứng mà nguy hiểm nhất của với u xơ tử cung. U xơ tử cung thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, nhưng đến khi khối u phát triển có thể gây ra các triệu chứng khó chịu.
Dấu hiệu cảnh báo u xơ tử cung có thể bao gồm rối loạn kinh nguyệt nhiều, đau bụng dưới, đau lưng, đi tiểu nhiều, táo bón. Vì vậy, các chuyên gia sản phụ khoa khuyến cáo phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản và mãn kinh nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện sớm các bất thường ở tử cung. Ngoài ra, cần lưu ý không chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo có thể mắc u xơ tử cung để có biện pháp theo dõi và can thiệp kịp thời. Sau 24 năm mổ lắp van tim, người phụ nữ 67 tuổi ở Hồng Bàng, Hải Phòng thấy cơ thể bị yếu dần, mệt và khó thở nên đã đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp kiểm tra. Tại đây, qua thăm khám, xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim, van từng thay đã không thể hồi phục. Sau 24 năm mổ lắp van tim, người phụ nữ 67 tuổi ở Hồng Bàng, Hải Phòng thấy cơ thể bị yếu dần, mệt và khó thở nên đã đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp kiểm tra. Tại đây, qua thăm khám xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim, van từng thay đã không thể hồi phục. Theo thông tin Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cung cấp, bệnh nhân T, 67 tuổi, Hồng Bàng, Hải Phòng nhập viện trong tình trạng khó thở, mệt mỏi. Bệnh nhân từng phát hiện mắc bệnh tim cách đây 24 năm, đã được mổ tách van hai lá nhiều năm tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Sau khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán bệnh nhân bị hẹp hở van hai lá, hở van ba lá, suy tim, rung nhĩ, hẹp động mạch mũ 60%, van tim từng thay này đã hỏng hẳn, không còn khả năng bảo tồn hay giữ được, buộc phải thay. Sau khi cân nhắc và tìm hiểu, phía gia đình người bệnh đã đề nghị đăng ký cho bệnh nhân được phẫu thuật thay van tim sinh học tại Bệnh viện Việt Tiệp. Theo đó, sáng ngày 2 tháng 4, kíp phẫu thuật gồm 3 nhóm chuyên trách, phẫu thuật, gây mê hồi sức, vận hành máy tim phổi nhân tạo đã phối hợp thực hiện, tiến hành mổ và thay van tim sinh học cho bệnh nhân T. Sau 6 tiếng phẫu thuật, ca mổ đã hoàn tất. Sau phẫu thuật, sáng nay ngày 3 tháng 4, tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, ngừng thở máy, được rút ống nội khí quản từ sớm. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở tốt, huyết động ổn định, đã giảm liều thuốc trợ tim. Với sự phát triển vượt bậc trong y khoa hiện nay thì tỷ lệ thành công của phẫu thuật thay van tim hiện tăng lên đến 92-95%. Phẫu thuật thay thế van tim đang ngày càng trở nên phổ biến với người bệnh tim. Các bác sĩ phải cân nhắc từng ưu điểm, nhược điểm ở mỗi trường hợp cụ thể để giải thích với bệnh nhân và gia đình chọn lựa loại van thay thế phù hợp nhất, đem lại cuộc sống chất lượng hơn cho người bệnh. Đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.